Chẳng biết anh đang thế nào, hôm nay của anh ra sao. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, có nhớ về em không. Có lúc em tự hỏi mình, anh có thật sự yêu em như lời anh nói, hay tan thành mây khói. Em sợ anh cô đi cô tâm quên mất em, đôi khi quên nhung nhớ về em. Còn em, sợ anh đôi khi vô tâm quên mất em, đôi khi quên nhung nhớ về em. Còn em thấy nhớ anh, em thấy nhất nhớ anh thôi. Ngày đêm cứ loay hoay trong suy nghĩ về anh. Anh có nhớ em không, anh có thấy nhớ em không. Riêng em thì cứ chờ đến ngày này. Một tia tin nhắn vu vơ cũng làm thế và anh không được mơ về một người nào ngoài em, chỉ được một mình em.